đại chúng chắp tay trang nghiêm đối trước chư Phật Bồ Tát. Hôm nay chúng con đối trước chư Phật Bồ Tát xin cung kính đảnh lễ chiêm sát xá nghi. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Chúng con có được chiêm sát xá nghi này là nhờ ân đức của ngài Kiên Tình Tỉnh Bồ Tát. Vì chúng sanh thời mạt pháp mà hỏi, nay chúng con xin đa tạ ngài là vì chúng sanh chúng con mà thưa hỏi được đức bổn sư và được ngài Địa Tạng Bồ Tát khai thị cho chúng con quyển chiêm sát xá nghi này. Chúng con xin đa tạ tất cả chư Phật Bồ Tát mười phương trong hư không pháp giới cho chúng con bắt đầu vào thời khóa. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Vương Quang Phật. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Từ Tài Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bốn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Tuyên Hóa Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam mô Thánh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô tất cả Phật Pháp Tăng trong mười phương thế giới. Chúng con xin cung kính đảnh một lễ. Xin cung kính một lễ. Mời hệ thảy chúng sanh cùng con đảnh lễ chiêm sát xá nghi một lễ. Mời tất cả đại chúng quỳ lễ mở chiêm sát xá nghi. Cùng chúng con cung kính đại lễ chư Phật ba lễ kính ân chư Phật Bồ Tát, xin cung kính kính mời. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ thập phương thường trụ Tam Bảo xin quỳ lễ. Nghiêm trì hương hoa cũng dường như pháp, nguyện khoái hương thơm này biến mãi khắp mười phương, cũng dường tất cả Phật tổ pháp các hiền thánh vô biếu trong cõi Phật lợi ích làm Phật sự, tất cả Phật pháp tăng bảo thể thường biến mãn đều hiện hữu khắp nơi. Nguyện khoái hương thơm này đồng như các pháp tánh phổ ứng tất cả cõi Phật, cũng dường làm Phật sự, dùng cụ cũng dường mười phương lúc nào cũng có. Hôm nay chúng con xin đem tất cả hướng hóa ánh lạ tràng phán báo cai, cả trang sức quý báu huy hiệu, vô số âm thanh ánh sáng đèn nến ẩm thực y phục ngoài cù thuốc men, cùng tất cả dụng cụ của người trang nghiêm ở mười phương mà mình cũng có hình dung nhớ tưởng, điều cùng chúng sanh cùng hiến cũng dường trong thế giới, có người tôi cũng dường, hôm nay có điều xin tùy hỷ, nếu có người chứ tôi cũng dường, nguyện cho được dẫn dắt hiển họ tôi cũng dường, là nguyện thân chúng con nhanh chóng có thể biết khắp tất cả quả nước ở mỗi nơi có Phật pháp tăng, điều dùng tất cả những cùng dụng cụ cũng dường trang nghiêm, cùng với tất cả chúng sanh phùng hiển cũng dường cho tất cả pháp thân, sắc thân, xá lời, hình tượng, phù đồ, miếu tháp và tất cả các Phật sự của chư Phật, cũng dường tất cả pháp tàng và nơi thuyết pháp, cũng dường tất cả hiền thánh trong chúng, nguyện có một chúng sanh tu hành cũng dường như thế, dường dường định lục ba la mật từ vô lượng tâm hiệp xấu tất cả các pháp của tình tình không sanh không diệt, một vị bình đẳng lìa niềm thánh tĩnh của cánh viên mang. Chúng con xin cung kính cung thỉnh
chủ cúng dường một lễ xin cung kính kính mời. Nam mô thần chủ cúng dường. Om Gagana Sambhava Sarok. 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 Chúng con xin nguyện đem toàn bộ những sự cúng dường trang nghiêm nhất, tuyệt vời nhất, cao cả nhất, xin cúng dường vô lượng chư Phật Bồ Tát mười phương trong hư không pháp giới, xin cung kính một lễ. Mời tất cả đại chúng cùng chúng con khởi thỉnh tam bảo chư thiên. Nhất tâm cung kính, nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tát đại chứng minh, chúng con xin cung kính một lễ. Nhất tâm cung kính, nhất tâm thỉnh Nam mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Bạch Đức Phật. Nam mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Bạch Đức Phật. Nam mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Bạch Đức Phật. Tát đại chứng minh. Nhất tâm cung kính, nhất tâm thỉnh Nam mô Phổ Quang Phật Đẳng 53 Đức Phật. Nam mô Phổ Quang Phật Đẳng 53 Đức Phật. Nam mô Phổ Quang Phật Đẳng 53 Đức Phật. Tát đại chứng minh. Nhất tâm cung kính, nhất tâm thỉnh Nam mô tất cả chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ biểu tháp tất cả Phật sự. Nam mô tất cả chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ biểu tháp tất cả Phật sự. Nam mô tất cả chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ biểu tháp tất cả Phật sự. Tát đại chứng minh. Nhất tâm cung kính, nhất tâm thỉnh Nam mô mười phương ba đời tất cả các đức Phật. Nam mô mười phương ba đời tất cả các đức Phật. Nam mô mười phương ba đời tất cả các đức Phật. Tát đại chứng minh. Nhất tâm cung kính, nhất tâm thỉnh Nam mô chiếp sát thiên ác nghiệp báo kính vi diệu pháp tạng. Nam mô chiếp sát thiên ác nghiệp báo kính vi diệu pháp tạng. Nam mô chiếp sát thiên ác nghiệp báo kính vi diệu pháp tạng. Tát đại chứng minh. Nhất tâm cung kính, nhất tâm thỉnh Nam mô mười phương tất cả pháp tạng. Nam mô mười phương tất cả pháp tạng. Nam mô mười phương tất cả pháp tạng. Tát đại chứng minh. Nhất tâm cung kính, nhất tâm thỉnh Nam mô mười phương tất cả hiền thánh. Nam mô mười phương tất cả hiền thánh. Nam mô mười phương tất cả hiền thánh. Tát đại chứng minh. Nhất tâm cung kính, nhất tâm thỉnh Nam mô kiên tình tín Bồ Tát Ma Tát. Nam mô kiên tình tín Bồ Tát Ma Tát. Nam mô kiên tình tín Bồ Tát Ma Tát. Tát đại chứng minh. Nhất tâm cung kính, nhất tâm thỉnh Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát Ma Tát. Tát đại chứng minh. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát.
Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma La Tán. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma La Tán, Tát Đại Chứng Minh. Nhất tâm cung kính, nhất tâm thỉnh Hoàng Thiên Đệ Thích Tự Đà Thiên Vương, Thiên Long Bạch Bồ Tát Già Lát Ngồi Hộ Chẳng Phật Giả Tất Cả Thánh Chúng. Nhất tâm cung kính, nhất tâm thỉnh Phàm Thiên Đệ Thích Tự Đà Thiên Vương, Thiên Long Bạch Bồ Tát Già Lát Ngồi Hộ Chẳng Phật Giả Tất Cả Thánh Chúng. Nhất tâm cung kính, nhất tâm thỉnh Phàm Thiên Đệ Thích Tự Đà Thiên Vương, Thiên Long Bạch Bồ Tát Già Lát Ngồi Hộ Chẳng Phật Giả Tất Cả Thánh Chúng. Tát Đại Chứng Minh, xin xá một xá. Xin mời tất cả đại chúng quỳ lễ. Duy nguyện Đức Thích Ca Từ Phù, bạch Đức Phật Thế Tôn, 53 Đức Phật, tất cả các bậc giác ngộ, há tấm nhào nhãn, thấy nghe vô ngài, thân hình hống tự tại, quán lâm đạo tràng, nhiệt thủ chủng khó nhất thiện hành tình tình. Duy nguyện Đức Thích Ca Từ Phù, bạch Đức Phật Thế Tôn, 53 Đức Phật, tất cả các bậc giác ngộ, há tấm đạo nhãn, thấy nghe vô ngài, thân thống tự tại, quán lâm đạo tràng, nhiệt thủ chủng khó thiện hành tình tình. Duy nguyện Đức Thích Ca Từ Phù, bạch Đức Phật Thế Tôn, 53 Đức Phật, tất cả các bậc giác ngộ, tha tâm đạo nhãn, thấy nghe vô ngài, thần thấu tự tại, quán lâm đạo tràng, nhiệt thụ chúng con, khiến thành tình tình, xin cung kính một lễ. Xin quỳ lễ. Kiểm sát thiên ác nghiệp báo tôn kinh, tất cả mười phương pháp tàng thân tình, cùng chớn pháp tâm, trọn khắp hư không hiển hiện đào tràng nhân khấu cúng dường. Kiểm sát thiên ác nghiệp báo tôn kinh, tất cả mười phương pháp tàng thân tình, cùng chớn pháp tâm, trọn khắp hư không hiển hiện đào tràng nhân khấu cúng dường. Kiểm sát thiên ác nghiệp báo tôn kinh, tất cả mười phương pháp tàng thân tình, cùng chớn pháp tâm, trọn khắp hư không hiển hiện đào tràng nhân khấu cúng dường. Chúng con xin cung kính một lễ. Yên tình tiếng Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, cùng văn thù giữ lời Bồ Tát, mười phương tất hiền thắng, không xã từ bi, quán lâm pháp tòa thương xót ủng hộ tiếng minh hàng Phật của con. Yên tình tiếng Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, cùng văn thù giữ lời Bồ Tát, tất cả mười phương hiền thắng, không xã từ bi, quán lâm pháp tòa thương xót ủng hộ tiếng minh hàng Phật của con. Yên tình tiếng Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, cùng đại trí văn thù xứ lời Bồ Tát, tất cả mười phương hiền thánh, không xã từ bi, quan lâm pháp tòa thương xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con, xin cung kính một lễ. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát là bậc cụ thể, là bậc dẫn dắt đại trí tuệ, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi, nhanh chóng diệt trừ các chướng ngại, tăng trưởng lòng tín hiểu sâu sắc, đại từ đại bi, không rời bụng nguyện, phóng đại quán âm tròn đầy sự nguyện cho con. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát là bậc cụ thể, là bậc dẫn dắt đại trí tuệ, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi, nhanh chóng diệt trừ các chướng ngại, tăng trưởng lòng tín hiểu sâu sắc, đại từ đại bi, không rời bụng nguyện, phóng đại quán âm tròn đầy sự nguyện cho con. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát là bậc cụ thể, là bậc dẫn dắt đại trí tuệ, luôn dùng lời nhẹ nhàng ủi, nhanh chóng diệt trừ các chướng ngại, tăng trưởng lòng tín hiểu sâu sắc, đại từ đại bi, không rời bổn nguyện, phóng đại quang minh tròn đầy sự nguyện cho chúng con, xin cung kính một lễ. Mời tất cả đại chúng đứng lên chắp tay trang nghiêm. Hộ pháp Thiên Long Già Lam Giang Tế, tùy thuận lời thỉnh của con, như vực đào tràng ngăn các ma chướng, thì hiện vật tường khiến sự tốt của con từ tà thần tù. Hộ pháp Thiên Long Già Lam Giang Tế, tùy thuận lời thỉnh của con, như vực đào tràng ngăn các ma chướng, thì hiện vật tường khiến sự tốt của con từ tà thần tù. Hộ pháp Thiên Long Già Lam Giang Tế, tùy thuận lời thỉnh của con, như vực đào tràng ngăn các ma chướng, thì hiện vật tường khiến sự tốt của con từ tà thần tù. Xin cung kính một vái. Xin mời đại chúng quỳ lễ. Tám lễ tam bảo, có nghe chú biểu chánh biến tri, ứng đức chân thượng vô biên, đồ thoát các hữu tình, tấm hoan nghĩ kính lễ, tình tu vô lượng phước, nay được lễ Thế Tôn, nguyện trong vô lượng kiếp, thường tu pháp cúng dường.
Chúng con xin cung kính đặt một lễ xin cung thỉnh chú cúng dường Nam Mô Đà Trị Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Xin cung kính một lễ. Nam Mô Đà Trị Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam Mô Chủ Tăng Trưởng Công Đức Lễ Lại đến 1000 lần. Om Namo Mantu Sarade Mahasa Su Dere Uttama Sarade Swaha. Om Namo Mantu Sarade Namaha Su Sarade Ma Uttama Sarade Swaha. Om Namo Mantu Sarade Namaha Su Sarade Ma Uttama Sarade Swaha. Om Namo Mantu Sarade Namaha Su Sarade Ma Uttama Sarade Swaha. Om Namo Mantu Sarade Namaha Su Sarade Ma Uttama Sarade Swaha. Om Namo Mantu Sarade Namaha Su Sarade Ma Nama Uttama Sarade Swaha. Om Namo Mantu Sarade Namaha Su Sarade Ma Uttama Sarade Swaha. Chúng con xin cung kính nương vào chủ của ngài để nguyện cho công đức này tăng trưởng lớn hơn 1000 lần. Hồi hướng đến tất cả các Phật Bồ Tát mười phương cho chúng con đảnh lễ không thừa sót nơi nào, xin cung kính Ta Bà một lễ. Mời đại chúng đứng dậy, nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trụ Tam Bảo, xin cung kính một lễ. Nhất tâm cung kính, nhất tâm lễ bãi Đức Phật quá khứ, Đức Phật Tỳ Bà Thí Như Lai, Đức Phật Thí Khí Như Lai, Đức Phật Tỳ Xá Phủ Như Lai, Đức Phật Câu Lưu Tôn Như Lai, Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni Như Lai, Đức Phật A Di Đà Như Lai, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Như Lai, cung kính một lễ. Nhất tâm cung kính, nhất tâm lễ Đức Phật quá khứ, Tỳ Bà Thí Như Lai, xin cung kính một lễ. Nhất tâm cung kính, nhất tâm lễ Đức Phật Thi Khí Như Lai, nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Tỳ Xá Phù Như Lai, nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Câu Lưu Tôn Như Lai, nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni Như Lai, nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Ca Diếp Như Lai, nhất tâm cung kính, nhất tâm lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Như Lai, nhất tâm cung kính, nhất tâm kính lễ bãi Đức Phật quá khứ, nhất tâm cung kính, nhất tâm lễ 53 Đức Phật, nay chúng con nguyện đem toàn bộ công đức chúng con xin được sám hối cho tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, nương vào 53 Đức Phật, xin chư Phật chứng minh cho lòng thành chúng con. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Phổ Quang Như Lai, nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Phổ Minh Như Lai, nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Phổ Tình Như Lai, nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Đa Ma La Bạt Chiên Đàng Hư Như Lai,
nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật, chiêng đàn Quan Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật, Ma Ni Tràng Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật, Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Báo Tức Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật, nhất thiết thế gian nhạo, kiến hương đài tinh tấn Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật, Ma Ni Tràng Đăng Quang Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật, Về Cư Chiếu Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật, Hải Đức Quang Minh Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật, Kim Cao Cường Hộ Tạng Kim Quang Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật, Đại Cường Tấn Tấn Giống Mạnh Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật, Đại Bi Quang Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật, Từ Lực Vương Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật, Từ Tàng Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật, Chiêng Đàn Hộ Trang Nghiêm Thắng Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật, Hiền Hiền Thủ Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật, Hiền Ý Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật, Quán Trang Nghiêm Vương Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật, Kim Hoa Quang Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật, Bảo Cả Chiếu Không Từ Tài Lực Vương Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật, Hư Không Bảo Quang Quang Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật, Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật, Phổ Hiền Sắc Thân Quang Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật, Bất Đồng Trí Quang Như Lai.
nhất tâm cung kính, nhất tâm kính lễ Đức Phật, hàng phục chúng ma vương Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm kính lễ Đức Phật, tài quang minh Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm kính lễ Đức Phật, trí huệ thắng Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm kính lễ Đức Phật, Di Lặc Tiên Quang Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm kính lễ Đức Phật, Thiền Tịnh Nguyện Âm Diệu Tôn Trí Vương Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm kính lễ Đức Phật, Thế Tình Quang Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm kính lễ Đức Phật, Long Chủng Thường Tôn Vương Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm kính lễ Đức Phật, Nhật Nguyệt Quang Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm kính lễ Đức Phật, Nhật Nguyệt Châu Quang Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm kính lễ Đức Phật, Huệ Tràng Thắng Vương Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm kính lễ Đức Phật, Sư Tử Ống Tự Tài Lực Vương Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm kính lễ Đức Phật, Diệu Âm Thắng Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm kính lễ Đức Phật, Thường Quang Tràng Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm kính lễ Đức Phật, Quang Thế Đăng Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm kính lễ Đức Phật, Huệ Oai Đăng Vương Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm kính lễ Đức Phật, Pháp Thắng Vương Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm kính lễ Đức Phật, Tu Di Quang Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm kính lễ Đức Phật, Tu Ma Đa Quang Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm kính lễ Đức Phật, Âu Đàm Bát La Hoa Hồ Thắng Vương Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm kính lễ Đức Phật, Đại Huệ Lực Vương Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm kính lễ Đức Phật, A Xuất Tỳ
Nhất tâm cung kính, nhất tâm kính lễ Đức Phật, vô lượng ông Thanh Vương Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm kính lễ Đức Phật, Đại Quang Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm kính lễ Đức Phật, Kim Hải Quang Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm kính lễ Đức Phật, Sở Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm kính lễ Đức Phật, Đại Thống Quang Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm kính lễ Đức Phật, Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Như Lai. Mời tất cả đại chúng nhất tâm đảnh lễ mười phương chư Phật. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Đông Phương tất cả chư Phật, sáu sắc thân, xá lời, hình tượng, phù đồ, miếu tháp, tất cả Phật sự xin cung kính một lễ. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Đông Nam Phương tất cả chư Phật, sáu sắc thân, xá lợi, hình tượng, phù đồ, miếu tháp, tất cả Phật sự. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Nam Phương tất cả chư Phật, sáu sắc thân, xá lợi, hình tượng, phù đồ, miếu tháp, tất cả Phật sự. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh tất cả chư Phật, sáu sắc thân, xá lợi, hình tượng, phù đồ, miếu tháp, tất cả Phật sự. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Tây Phương tất cả chư Phật, sáu sắc thân, xá lợi, hình tượng, phù đồ, miếu tháp, tất cả Phật sự. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Tây Bắc Phương tất cả chư Phật, sáu sắc thân, xá lợi, hình tượng, phù đồ, miếu tháp, tất cả Phật sự. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Bắc Phương tất cả chư Phật, sáu sắc thân, xá lợi, hình tượng, phù đồ, miếu tháp, tất cả Phật sự. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Bắc Phương tất cả chư Phật, sáu sắc thân, xá lợi, hình tượng, phù đồ, miếu tháp, tất cả Phật sự. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Hà Phương tất cả chư Phật, sáu sắc thân, xá lợi, hình tượng, phù đồ, miếu tháp, tất cả Phật sự. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Thường Phương tất cả chư Phật, sở sắc thân, xá lời, hình tượng, phù đồ,
cung kính, nhất tâm đánh lễ, mười phương, ba đời tất cả chư Phật. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ, mười phương tất cả pháp tàng. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ, mười phương tất cả pháp tàng. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ, mười phương tất cả pháp tàng. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ, chiếm sát thiên hạ nghiệp bảo kinh vi diệu pháp tàng. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ, mười phương tất cả hiền thánh. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ, mười phương tất cả hiền thánh. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ, mười phương tất cả hiền thánh. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ, kiên tinh tín Bồ Tát Ma Tát. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ, ngài Phổ Hiền Bồ Tát, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài Văn Thù Bồ Tát Ma Tát. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ, Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ, Bổ Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ, Bổ Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ, ngài Tuyên Hóa Bồ Tát. Nhất tâm cung kính, nhất tâm kính lễ Đa Tạ Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Xin kính mời tất cả đại chúng quỳ lễ tu hành sám hối. Con và chúng sanh từ vô thủy đến nay thường vì tội nghiệp ba nghiệp sáu căn làm chướng ngại, nhưng không thấy được chư Phật, không biết sự quan trọng của việc xuất ly sanh tử, thuận theo sanh tử, không biết giáo lý vi diệu. Mặc dù nay đã biết, nhưng do cùng con cùng chúng sanh đều bị tất cả tội nặng làm chướng ngại, giờ đây con đối trước Bồ Tát Địa Tạng, mười phương chư Phật rồng vì chúng sanh mà vi mạng sám hối, duy nguyện gia hộ khiến cho chúng con và hết thảy chúng sanh tội chướng tiêu diệt, xin cung kính quỳ lễ. Rồng vì tất cả chúng sanh khắp pháp giới, nguyện đoạn trừ bá chướng, quy mạng sám hối, xin cung kính quỳ lễ. Con cùng chúng sanh từ vô thủy đến nay do tham ái kiến chấp
trong lòng suy tính ngã nhân, ngoài là thêm bàn xấu, không giúp tùy hỷ các việc thiện của người, duy chỉ có ba nghiệp tạo ra nhiều tội chướng, việc tuy không rộng nhưng ác tâm lan tràn, ngày đêm liên tục không hề gián đoạn, che giấu lỗi lầm không muốn người biết, không sợ quả báo trong ác đạo, không có chút hổ thẹn, không loại hoài nhân quả. Vì thế ngày nay tín xấu nhân quả, sân lầm hổ thẹn, sẵn tâm khiếp sợ ác đạo, phát lộ sám hối, đoạn tâm tư tục, phát tâm bồ đề, đoạn ác tu thiện, tính cần sắp tính ba nghiệp, sự đổ tội nặng trong quá khứ. Tùy thị phàm thánh, dù chục thiền nhỏ, niệm mười hướng chư Phật, có đại vượt về, có thể cổ bạc cho con, cùng tất cả chúng sanh, từ trong biển sanh tử vô tình, đến bờ tám đất. Từ bố thí đến nay, không biết tánh của Pháp vốn không tịnh, nên tạo quá nhiều tội ác, nay biết không tịnh, con vì chúng sanh, cầu đạo bồ đề, rồng tú các điều thiện, đoạn tất các điều ác, duy nguyện kết thải tam bảo, địa tạng bồ tát từ bi nhiệt thọ, nghe con sám hối, xin cung kính quỳ lễ. Đệ tử chúng con chỉ tâm sám hối, con và chúng sanh từ tận thân tình nhất thể cảnh giới đồng thể với Phật, nhưng do vô minh si ảm muốn tập nhân duyên nên hiện ra cảnh giới hư vọng, khiến cho chúng con sanh tham trước, chấp trước cái ta và của ta, quấn tập các ác pháp, sáu căn ba nghiệp, tạo nhiều tội chướng, thập ác ngũ nghịch, trọng nán thánh giá, chướng tuệ chướng định, chướng chư giới phẩm, dẫn đến luân hồi khổ ái, mãi không có ngày ra khỏi. Giả sử muốn tu hành nhưng quá nhiều nghi chướng, hoặc bị ngoại ma quấy nhiễu, hoặc gặp tà kiến, không đủ trời duyên, tình tĩnh không thành. Nay gặp địa tạng bồ tát ma tát, khéo nói lời an ủi, mở đám mây đen mê hoặc, gột tẩy lo âu trong tâm con, cầu ai sám hối. Duy niệm mười phương chư đại từ tốn chứng tri hồ niệm, nay con sám hối, không tạo lại nữa, nguyện con và chúng sanh nhanh chóng diệt trừ vô lượng nghiệp đến nay, thập ác tứ trọng, ngũ nghịch điên đạo, hủy bản tam bảo, tội nhất xiềng đề, tội tánh như vậy vốn là không tịch, nhưng từ hứa không khởi tâm điên đạo, chắc thật sự có định, cũng chỉ là chứng đắc. Nguyện tất cả chúng sanh nhanh chóng đạt được bốn tâm, vĩnh biệt diệt trừ tội căn. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô địa tạng bồ tát ma tát. Đối trước chư Phật bồ tát mười phương, xin ngài địa tạng bồ tát chứng minh cho lòng thành chúng con, xin ngài làm chủ sám, chúng con xin sám hối tất cả tội nặng từ vô lượng kiếp đến nay, tội sát sanh, tội tà dâm, tội vọng ngữ, tội trộm cắp, tội dùng chất kích thích. Chúng con đã tạo bao nhiêu tội từ kiếp đến nay, nguyện tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới cùng chúng con mỗi ngày nhớ ra tội lỗi cụ thể của mình, đối trước chư Phật Bồ Tát từ bi mà sám hối, được gia hộ và sớm tiêu nghiệp. Chúng con xin cung kính đa tạ. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô địa tạng bồ tát ma tát, xin cung kính quỳ lễ. Nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng, xin quỳ lễ. Phát nguyện khuyến thính, chúng con chỉ tâm khuyến thính, nguyện hiện tại Bồ Tát trong mười phương, nếu chưa thành chánh giác, nguyện mau thành chánh giác, nếu đã thành chánh giác, nguyện thường trú tại thế, chuyển chẳng pháp luân, không nhập niết bàn. Nguyện hiện tại Đức Như Lai như sổ cực vi trong bất khả thuyết cõi Phật, các hư không pháp giới mười phương ba đời toán muốn tùy nguyện nhập niết bàn, cùng các vị Bồ Tát thanh văn duyên giác hộ học của học, cho đến tất cả các bậc thiền trí thức, con điều khuyên xin mời đừng nhập niết bàn, xin ở lại đời trải qua số kiếp nhiều như trồng trong tất cả quả Phật, vì muốn tất cả chúng sanh được lời lạc. Nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng, xin cung kính quỳ lễ. Đệ tử chúng con chỉ tâm tùy hỷ, nguyện cho chúng con cùng hết thảy chúng sanh xả bỏ rốt ráo vận việc tâm đố kỵ, đối với tất cả công đức tu học và sự thành tựu của các cõi nước trong bao đời thái điều tùy hỷ.
bao nhiêu đất Phật như sổ vi trần, trong tất cả quả thật khắp hư không pháp giới mười phương ba đời. Từ khi mới phát tâm vì muốn chứng thành Phật đạo mà xin tu cội phước lành chẳng tiếc thân mạng, trải qua số kiếp như số cực kỳ, trong bất cả thuyết cõi Phật, mỗi kiếp đều để xả đầu mắt tay chân nhiều như số cực vi, trong bất cá thuyết cõi Phật, làm tất cả những hành khó làm như vậy đầy đủ các món ba la mật, chứng nhập các trí điều của Bồ Tát, trọn nên quả Bồ Đề vô thường của chư Phật, cho đến nhập Niết Bàn phân chia xá lợi. Bao nhiêu căn lành ấy của con chúng con phải nhiều tùy hỷ cá đối với các loài lục thử thú sanh trong tất cả mười phương thế giới kia, có bao nhiêu công đức dầu nhỏ như mặt trăng chúng con cũng đều tùy hỷ. Mười phương ba đời tất cả các vị thánh văn bất chi Phật hữu học và vô học có bao nhiêu công đức chúng con đều tùy hỷ. Tất cả chư Bồ Tát tu hành cần khổ khó làm chỉ cầu quả vô thường chẳng đắc Bồ Đề công đức rộng lớn chúng con đều tùy hỷ. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, chúng con xin quỳ lễ. Phát nguyện hồi hướng, chúng con đệ tử trong hư không pháp giới chỉ tâm hồi hướng, nguyện đem tất cả công đức này hồi hướng, làm cho chúng con nguyện đem công đức này làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, những chúng sanh đang hy sinh đổ máu vì tổ quốc quốc quê hương, những chúng sanh làm cho chúng con có được ngày hôm nay, giúp cho chúng con có được sự hòa bình, chúng con xin cung kính nhớ ơn nhớ tưởng công đức các vị, nguyện đem nguyện công đức này hồi hướng hết cho tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Những đến để sám có bao nhiêu công đức thải điều hồi hướng cho tất cả chúng sanh khắp pháp giới hư không, nguyện cho tất cả chúng sanh thường được an lạc không các bệnh khổ, muốn thực hành pháp pháp thải điều không thành, còn có nghiệp lành thì máu thành tù, đóng chặt tất cả các cửa ác thú, mở bài đường đến nhân thiên nước Niết Bàn, đồng hướng đến Phật trí, đến thành Niết Bàn. Chúng con xin Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, chúng con xin cung kính đảnh lễ. Đệ tử chúng con chỉ tâm phát nguyện, nguyện mười phương tam bảo, địa tạng từ tôn, hương sóc hộ trì, cứu bạch chứng tế, khiến thế giới này tiêu trừ thiên tai đồng loạn, chẳng pháp lưu thông, khắp cả điều sánh tình tỉnh, không gặp các chướng ngại, vượt việc đoạn trừ ma đạo và tà trí tà kiến. Chúng con cùng hết thái chúng sanh, mau chóng diệt trừ trọng tội, hiện đời xa lìa sầu bi khổ não, cuộc sống sung túc, tam tu giới căn rốt ráo tham tình, hai lại quảng đạo ứng liền hiền tiền, tám mũi tộc trì thần thống phương tiền, từ nhiếp lục lỗ tất cả đều viên thành, liệt ngộ từ tấm nhất thật cảnh giới, bỏ thân khóa thế giới này sánh tại Phật tiền, đối diện dưới đà thân cần dưới Phật, được thật thọ ký trở lại trần lão phổ độ quần mê đông quý mực tàng. Chúng con xin cung kính Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, chúng con xin cung kính một lễ. Mời tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, những ai chưa biết quy y cửa Phật, đang còn đau khổ phiền não ngoài kia, hãy cùng chúng con quy y tam bảo để được thoát khỏi cảnh đau khổ, sớm được về với cõi Phật. Xin cung kính đứng dậy mời tất cả chúng sanh trang nghiêm bắt đầu. Tam từ quy y, từ quy Phật, xin nguyện chúng sanh thể theo đà đạo, phát lòng vô thường. Chúng con xin cung kính một lễ. Từ quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh thấu rõ căn bản, trí huệ như biển. Chúng con xin cung kính một lễ. Từ quý y Tăng, xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, hết thảy vô ngại, hòa nam thánh chúng. Chúng con xin cung kính một lễ.
Để có được buổi lễ hôm nay, chúng con xin đa tạ mười phương chư Phật Bồ Tát từ tôn thương xót độ trì của bác chủng tế mà cho chúng con có được thời quả hôm nay. Vì vậy chúng con xin cung kính đa tạ công đức chư Phật Bồ Tát đã cho chúng con được cung thỉnh đảnh lễ sám hối cúng dường bày tỏ cảm xúc và tình yêu thương của chúng con đến với chúng sanh. Nguyện chư Phật Bồ Tát cho chúng con được đảnh ba lễ tạ ơn, xin cung kính đảnh lễ. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con có được buổi lễ hôm nay nhờ đức Địa Tạng Bồ Tát khai thị cho chúng con mà chúng con biết được cách này. Đây là một phương tiện quý báu. Chúng con xin cung kính thay mặt cho tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới cung kính đảnh lễ ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Mời hết thảy chúng sanh cùng chúng con đứng dậy chắp tay trang nghiêm cung kính đảnh lễ ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con xin thay mặt tám bộ chúng trời người xin cung kính đảnh lễ ngài Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con xin thay mặt tất cả những hiền thí thức thầy cô chúng con dạy chúng con có được ngày hôm nay, chúng con xin báo ơn, xin trân trọng thay mặt tất cả các vị cung kính đảnh lễ ngài Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con xin thay mặt cha mẹ chúng con đã sinh chúng con lo chúng con khôn lớn, xin cung kính đảnh lễ ngài Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con xin thay mặt cho tất cả quan gia trẻ chủ chúng con từ muôn lần kiếp đến nay đảnh lễ ngài Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con xin thay mặt cho tất cả thân quyến chúng con từ muôn đời kiếp đến nay đảnh lễ ngài Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con xin thay mặt cho tất cả chúng sanh chưa có đủ điều kiện để đảnh lễ ngài Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con xin thay mặt cho tất cả chúng sanh đã chết và mới sinh xin cung kính đảnh lễ ngài Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con xin thay mặt cho tất cả hàng xóm láng giềng chúng con cung kính đảnh lễ ngài Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con xin thay mặt cho tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới cung kính đảnh lễ ngài ba lễ Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Mời tất cả chúng sanh quỳ lễ Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, chúng con xin quỳ lễ. Thưa chư Phật Bồ Tát mười phương trong hư không pháp giới, buổi lễ sám hối của chúng con trong chiêm sát sám nghi đến đây tạm thời kết thúc. Cho chúng con xin cung kính đa tạ công đức chư Phật Bồ Tát vì thương xót mà đến đây chứng cho chúng con. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Vương Quang Phật, Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam mô Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quán Tự Tại Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bốn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Tuyên Hóa Bồ Tát, Nam mô Kiên Tình Tín Bồ Tát, Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô tất cả các vị hiền thánh tăng chúng, tất cả các vị đã đến đây cho chúng con được cung kính đảnh lễ. Con xin đa tạ tất cả các ngành nghề, tất cả các vị thần đã cho chúng con có được cuộc sống hôm nay để tu tập và đảnh lễ. Xin đa tạ tất cả mười phương không từ xó nơi nào. Xin mời tất cả chúng sanh cung kính đảnh ba lễ. Xin cung kính kính mời. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Con thưa chư Phật Bồ Tát, buổi lễ hôm nay chúng con đem toàn bộ công đức này xin hồi hướng cho những anh hùng liệt sĩ đã vì chúng con mà ngã xuống hy sinh trong tất cả các cuộc chiến tranh đẫm máu. Nhờ đó mà chúng con có được sự hòa bình thuận lợi tu tập hôm nay. Nay chúng con chẳng có gì hơn đem toàn bộ công đức chúng con xin nhân lên vô lượng vô biên trong hư không pháp giới. Xin nguyện chư Phật Bồ Tát ban rãi các ngoài nơi để tất cả mọi người đều được an lạc, sớm về được siêu thoát. Người khổ thì sớm được sướng, người bình thì sớm được lành, người đã ra đi thì sớm được về con đường siêu thoát, đường lành được chư Phật Bồ Tát dẫn dắt không bao giờ còn đọa lạc. Chúng con xin cung kính thay mặt tất cả chúng sanh đó lại hồi hướng vô lượng vô biên trong chúng sanh hư không pháp giới, và tất cả chúng con cùng đồng dâng lên vô lượng chư Phật, vô lượng trong chư Phật Bồ Tát mười phương, nguyện tất cả chúng sanh sớm đồng thành Phật đạo. Xin cung kính một lễ. Dạ, buổi lễ hôm nay chúng con đã kết thúc. Chúng con xin chư Phật Bồ Tát mười phương vì đứng đầu thì về tử quả đó. Xin chư Phật Bồ Tát an lạc, nguyện tất cả chúng sanh được khi ra đi về hãy niệm danh hiệu chư Phật Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề rộng lớn và sớm mau thành Phật. Chúng con xin cung kính đa tạ và cáo lui. Xin cung kính cáo lui. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Ni Sô ha ha.